kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Video 1/10 độc đáo nhất ở Việt với cái bục kia đồng trần của Trầm Hà. Thường thì chúng ta được xem những cái bản độ Honda Vario 1/10 có rất nhiều món đồ chơi cả trăm triệu mà thôi. Như hôm nay mình dẫn các bạn tới xem một con xe vô cùng phá cách, khí sổ full cái dàn kia đông trần đầy độc lạ. Đừng vội xem cái bản kia đông, ta nói về những món đồ chơi có trên xe trước đã. Đầu tiên là cái cảm thắng Rainbow phiên bản Costa xe đẹp, được tích hợp phía trên là một bình dầu rời. Bên cạnh ta còn thấy cái bên tay trái là phiên bản cụm côn dầu khác biệt xuất xứ đến từ Nhật Bản, mang cái tên Christie. Trên chân là cái chú heo dầu Rainbow Bidis 2 bit đã xứng, được tinh chỉnh làm phát heo phù hợp hơn với đĩa JS, mang kích thước là 260, đi cùng ở sử dụng heo bấm đầu xung quanh, cùng với chiếc ốc chia nằm làm chút điểm nhấn. Có thể độ lên các phanh đĩa sau đúng kỹ thuật và cái vận hành là ổn định, người chủ phải chia ra một cục tiền là khá to để canh chỉnh tính toán làm lại heo, ngay cả mâm cũng phải tùy chỉnh lại mới lắp được lên phần đĩa thắng. Con heo dầu là phiên bản của Rainbow Bidis tạo thành một cặp với phần bánh trước. Cái âm thanh lực hơn bao giờ hết khi người chủ lên người lớn, đó chính là nhờ sự giúp sức cable 4 rod được người chủ giữ gìn khá kỹ, hầu như chưa một cái dấu chày xước lông mèo nào. Nhìn tổng thể các bạn thấy được cái phần dè trước và một cốc nhựa nhám ngay phía dưới tiền được phay lại trông cực kỳ khác lạ. Chưa hết đâu nha, bộ mâm còn được sơn với hai tông màu khác biệt nữa kìa. Cái bộ phận chạm bánh sau thương hiệu đến từ Holden được tích hợp bình dầu liền nằm trên. Quan trọng nhất phải nói bản độ này chính là phần kia đồng trên cái con quay đồ đậu đã cướp từ cái dòng XPR để làm đẹp hơn cho xe. Cái sự phá cách của bản độ này và cách chơi này gần như chỉ có 1-0-2, phù hợp anh em nào thích một cái chiếc tay ga kia đồng trần nhưng vẫn mang ngoại hình là nhỏ gọn. Vario 1/10, một bản nâng cấp đậm cái chất thái. Cái chiếc Vario 1/10 có lẽ là một cái dòng tay ga đang được ưa chuộng nhất ở Việt Nam khi mức giá thành chấp nhận được và được có một cái kiểu dáng bên ngoài cực kỳ hầm hố. Cái mẫu xe này tuy được nhập khẩu nhưng cái số lượng bán ra không thua kém gì bất cứ mẫu tay ga nào được phân phối chính hãng ở trong nước. Và tất nhiên các tay chơi xe Việt Nam không thể bỏ qua được cái mẫu xe này. Đi đông chất lượng hơn chỉ việc hai luôn cái cụm casin bằng cụm domino hay dây ga, nhìn cực kỳ hầm hố. Vì trang bị cụm ga, người chủ buộc phải thu gọn cái cụm công tắc bằng cụm công tắc domino đủ để thực hiện các việc như đề máy, vẫn ở dùng được chức năng ED stop. Nổi bật nhất chiếc xe này đó chính là dàn chân từ cái mâm được người chủ thay thế thành cái mâm bánh cầm, một phong cách thường thấy tại nước Thái Lan. Thậm chí những mẫu xe còn được phân phối chính hãng ở nước bạn với tên là Leaf 150 cũng có phiên bản bánh cầm. Cái niền xe được người chủ dùng là cái niền SL 17 inch. Hiện nay đây là lòng niền có mức giá cao, độ bền cứng và tính thẩm mỹ rất là đẹp. Phần đuôi cũng được tạo một điểm nhấn bởi chiếc cá nước CC. Chi tiết quan trọng nhất là hệ thống ống xả Levin 4 rod. Đây là ống xả được nhiều anh em chơi những dòng xe tay ga ưa chuộng bởi mặt thiết kế đẹp, âm thanh thì rất hay. Muốn gắn vào con xe, chúng ta phải đi cùng với cái full cái cổ phát và bị lắp đặt cũng khá là dễ dàng. Hai thấm cái giảm sóc sau được thay thế hoàn toàn từ phục Holden. Thương hiệu đến từ Điển đã có nhà máy đặt ở bên Thái Lan để sản xuất những dòng cho xe nhỏ, nên việc mua cái dòng sản phẩm trên dễ dàng hơn rất nhiều. Và cuối cùng là hệ thống phanh được nâng cấp, cái hiệu Rainbow logo lớn gam màu xám Titan, kết hợp đĩa thắng đồ chơi tạo ra cái tổng thể vô cùng hài hòa hơn. Và đây là ngắm nhìn tổng thể chiếc xe cưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, subscribe.